đẩy nó lại để cho nó ngay lại, để dưới cái nào mình mới mở lên được, để cho giống như là cái khuôn ở dưới này của nó là nằm ra, nó để nước vô là nó sẽ ấy ra. Được chưa, ngay giữa chưa? Rồi bắt đầu để bây giờ mở nước lên đó, đóng lại mấy cái kia, đóng lại đi nha. Okay, let me turn on the water. Cái này phải bỏ hơi vô nữa, phải bỏ hơi vô nữa. Cái này phải thổi hơi vô, chứ mình nó không biết vô nước không nè, mà phải thổi hơi vô nữa. Tắt đi. Mình phải thổi cái hơi bên cái giềng á. Mình phải thổi, mình không muốn bơm thì bơm bằng miệng. Lỗ này, cái lỗ xả bà, lỗ xả nước ở sau này. Thổi này nó nghĩa là xỉu luôn á, cái này bự lắm. Ok, lấy đây hết, nghỉ, đổi, chen. Chen. Nó vô rồi đó, ở mạnh lên. Mạnh lên, phải mạnh lên. Giỏi lắm, em làm hay lắm. Thôi nó đi, giỏi. Không, giỏi lắm, nó sắp tới hồi nương bạch tụ rồi. Giỏi lắm, em làm nó đi. Trời ơi, cười lấy ơi. Giỏi lắm em ơi, được rồi, đó, lên rồi đó. Rồi. Vô. Mỏi không? Thế là nghỉ mai đó. Rồi, bắt tụt đưa. Đánh ra đi. Còn mấy cái này dễ thổi chứ không nhỉ? Cái sao khó thổi cái nữa. Đáng lên, tin là đứng vị nhà cho mẹ, đứng ôm vào. Đứng vị nhà cho mẹ, đứng vị nhà cho mẹ, đứng ôm vào. Đứng vị nhà cho mẹ, đứng ôm vào. Rồi, ok. Ok, em tiếp tục em. My turn. My turn. Anh mạnh lên nữa không đâu, ấy. Rồi, cái giỏi đó lên rồi. Anh thấy ba cái giỏi rồi. Em thổi giỏi lắm.
Ráng lên em. Ra đây đừng có cười, thổi giỏi lắm. Rồi, cứng rồi, mạnh lên. Đẹp. Chưa. Gì con? Get away. Có cần nghỉ mệt chưa? Hả? Đừng có thổi gì cởi gì cười không ra nha. Giỏi lắm. Em thổi chuyên nghiệp ghê. Thổi bịt lại. Phải bịt lại. Không, không phải bịt. Thổi bóp lại. Mình thổi bằng cái là thổi bằng cái mũi á bà nội. Không ngoan vậy đồ ơi. Rồi. Thì ba thổi tiếp nha, giờ ba đi mở nước lên nha. Anh nghĩ là phải tắt rồi. Cái đó là chỉ để cho vui thôi. Cái đó không phải giờ bơm nước vô đâu. Cái đó là để cho lúc mà nó tắm á thì mở trên xịt cho nó vui thôi. Nó không có dòi thì mình á, cái này mình chỉ để vô trong thôi. Maybe yeah. Không, dịnh cho đi. Cái giò đó giò xả thôi. Không có phải để dịnh vậy nè. Nè cái dịnh vậy đi. Anh mở nước lên lại. Nói chung á là giống như là cái này á là lần đầu tiên mua về thôi là mình gia đình là chờ. Gia đình là không có người nào mà đọc về cái sách hướng dẫn gì đó. Vợ là mở ra là nghe sáng sớm là kêu chuẩn bị làm thôi. Con sắp sửa đi hẹn rồi, đi bác sĩ rồi. Mà giờ còn ở đây nè, đó, giờ lo làm cái hồ này nè. Để cho chiều nay cho tụi nhỏ nó bơi nè. Đó. Đó. Đó, cú tí đó đang ở trong nhà nó khổ cửa ầm ầm á. Đó, đừng có khó cửa nó con. Is it hot? Bữa nay nó làm trời nắng thì sẽ làm mấy nước này nó ấm nha con. Đó. Để cho nhẹ coi chừng cái miếng sắt nó đâm xuống là lụng á. Cầm á, đừng để miếng sắt trong cái giòi á. Cái lớp này là ok rồi đó. Ừ. Lớp mềm dày quá. Nước thì hả? Sao nó con vậy? Yeah. Kéo lên. Rồi, đúng rồi. Để nó lên vậy đi. Ừ, cái này không biết bao nhiêu ga lông nước để dục vô đây nữa. Nè con, nước nè, chiều nay tắm nha. Yeah, that's the octopus. Sao? Ừ? Cái bà kia đó hả? Bà ta bà chửi lum la trên mạng á. Bên mình phải làm á. Đủ chứ. Cứ để đi. Gì coi. Nó chưa đủ nước á. Nó đủ nước là nó sẽ tự ấy à. Đi. Đi cái gì? Hử? Thôi phải bôi kem chống nắng chứ.
Dạ con ngồi đây với ba. Coi coi má mi với chị với hai chị làm hồ nha. Chiều nay mình bơi. Cái gì? Con thích không? Thích bơi không? Đó thì cái hồ này cuối cùng bữa qua cũng đi tới Costco để mua cái hồ này đó. 27 đồng 99 đó, nó đang hồi được on sale. Giá thường là hình như là 34 đồng 99 hay sao đó. Chỉ còn có hình như là 2-3 cái cuối cùng mà. Cái hồ này thì trên Amazon này bán khoảng 60-70 đồng. Chỉ có Costco thì bán 20 mấy đồng thôi, rất là rẻ. Không biết là xài được bao lâu nữa, nhưng mà thấy mấy tụi nhỏ thì chưa gì là thấy tụi nó là vui phấn khởi lắm. À kể đứa lớn cũng vậy nữa. Đứa lớn tối hôm qua, tối hôm qua mà đã 12 giờ mà tối ngày cứ ôm nó hoài à. Con muốn đòi làm, Phật đó làm. Con sao ba ba cái gì? Đừng có kêu ba ba được không? Kéo lên giỏi. Ừ, cả nhà vô đây luôn ha. Thấy con ha. Ê đừng vô đây luôn nha. Nó nghiêng mà. Nó xuống vậy mà. Ba. Sao con? We need somebody over there. Nhưng mà ba phải đứng góc này rồi. Con phải cầm đàng hoàng nha. Một người làm sao làm được. Bởi vậy ở trên mạng á, có coi một trong những cái người mà người ta review á, cái bà kia bả làm một mình bả, không biết sao bả tức bả chửi tùm lum tùm la hết. Đây mỗi lần mà mình muốn bơm bỏ nước lên á thì mình phải giữ 40 ở xung quanh đó, chứ nếu không thì nước nó sẽ tràn ra hoài giống như vậy đó. Hình như là anh thấy bà không có thổi cái giềng này lên nè. Bà không có thổi cái giềng này lên. Nếu bà thổi cái giềng này lên thì nó sẽ đỡ lắm. Đúng rồi. Đừng con gái. Anh đi đâu có xịt chuối. Nó đạp lên hả? Không sao đâu, em cứ chế nước vậy đi là nó tự lên nè. Là em mình đã thổi cái giềng rồi, không cần phải vịn nữa. Tin tưởng đi. Yes. Anh Lina khỏi cần vịn nữa con. Ba nói đúng rồi đó. Em cứ tưới nước đi là nó tự lên nè, khỏi cần phải vịn nó. Cái design của nó là vậy rồi, tại cái bà kia bà làm sai là bà không có thổi cái giềng thì cho nên là nó bị ấy được. Thôi đâu mà vịn nãy giờ. Cảm ơn vợ. Anh nói là đúng như y chang luôn á, không có sai đâu. Baby. Y thì nó cũng nói là ba nói đúng. Baby. Ok, cầm vậy ok. Nè ẵm con vô nhà luôn đi, cho nó ngồi lại ghế đi, vô đi với má mì đi, không có vô nữa, bye bye, đi vô ăn đi xong rồi ba dẫn đi bác sĩ. Cứ để giữa đi con, để giữa được rồi con. Nếu mà đã đi nói nó đứng lên là đúng lời có thưởng không? Thưởng cái gì nè? Để một chỗ thôi con. À, mấy cái được tí nè, để một chỗ thôi, con xây gì vậy? Để cho nước nó ấm á con. Tí nè, con không cần làm tùm lum tùm la đâu, chỉ cầm một cái thôi. Bây giờ ba kêu em con cầm bây giờ. Ba không cho con giúp luôn à. Không biết cái hồ này nó giữ được bao nhiêu galon nước nữa, nhưng mà nãy giờ chắc cũng khoảng 5 phút rồi đó mà mới được hình như là 1/3. Alina này con lạnh hả? Are you cold?
Sao không lại ngồi trên giọng với chị hai đi. Cho em ngồi với con. Ba nói con phải sao, con phải share với em. Cái giọng bự mà cho em ngồi chứ. Lina lên ngồi đi con. Is it high yet? Cao chưa? Đợi xuống đi con, nến tới tự lên này con. Stay in one position spot. No, I want to go like this, I want to do that. Why can't I? But there's nobody here besides you. If anything, I'll get the water on you. It's higher, yeah, it's you. Oh, no, not again. Sao ơ ơ mấy ngực vậy? Con hái bông hả trời? Con hái bông cho con hả? Theo cho anh nghĩ đó là đúng rồi đó, là mình muốn mà set up cái hồ này á thì mình phải tìm, tại vì cái chỗ của cho nó thì nó là nó bằng xi măng, thì vợ cho anh mới vừa để mấy mũ này nè để nằm dưới để cho nó khỏi có bị rách cái hồ ở dưới cái hồ, và sau đó là mình dùng cái miệng mình hoặc mình dùng cái ống bơm cũng được. Cho anh không có ống bơm cho nên dùng miệng hai vợ chồng thổi cái giềng của nó. Cái giềng cho nó xong rồi á thì mình chỉ bơm nước vô thôi, là từ từ là nó sẽ trở thành cái hồ, nhưng mà mình phải make sure là cái hồ của mình cho nó chảy tròn ra nha. Mommy đâu? Đó coi, mommy gà đang là chuẩn bị làm đồ ăn cho con trai đó, xong rồi bắt đầu cho sẽ dẫn con trai đi bác sĩ một tháng. Ôi, một năm chứ lộn. Bây giờ thì mình chỉ ngồi chờ nước nó bơm vô cái hồ bơi thôi. Mình mở nước maximum luôn. Không biết là bây giờ như mới được có phân nửa cái hồ à. Chắc cũng khoảng hơi lâu á, không biết nó lấy khoảng bao nó chứa được bao nhiêu ga lồng nước nữa. Nhưng mà thấy chắc cũng cao chứ, chắc cũng khoảng 3 feet á. Đây cái nhãn đây. Quá trời luôn, quá được trái luôn. I hear that. You hear what? I hear that. Hear what? Like that. Like that? Yeah. Footsteps? No. I don't know. You don't know what it is? Hmm. Rồi, chút xíu đó là đủ rồi. Chuẩn bị đi, con sắp sửa đi rồi đấy, vô thay đồ cho nó giờ làm đi. Đi, chuẩn bị đi. 11 giờ hẹn là khoảng 10 giờ rưỡi đi. Đó, đẹp rồi đó. Nice. Chút xíu là tụi con vô tắm cho đã luôn. Chút xíu là mấy đứa không được dành với má nha. Sao? Ba cái gì? Hả? Ăn cơm xong chưa? Có thương ba không? Có thương ba không? Ừ mà ba không ba cái à? Không ba cái. Cũng rào hả? High five với ba cái. High five. Ồ, giỏi quá.
không 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 khi nào đừng làm không, lại con không. Đứng một chỗ đi. Bà đang muốn bệnh sao con đánh bà It's gonna take time. Con nghĩ bao lâu nữa nó mới đầy cái hồ này con? Đẹp lắm rồi ha. Chiều nay vậy bây giờ bông mua cái hồ rồi. Vậy tối nay đứa nào ngủ với ba? Con có ngủ với ba không? Anh Lina có ngủ với ba không? Thiệt không? Promise? Bỏ đâu bóp rồi. Ê, con đừng để cái này đụng cái này nó sẽ ra rách á. Để nằm dưới vậy nè. Má không? Ê, đừng tội làm nước đúng không chị hai? Đừng có làm ướt ba con, ba phải đi bác sĩ nữa. Đó mà nếu mà nói về mà lắp ráp cái hồ này ra đi, nói thật, nói khó thì cũng không khó. Mà nói dễ thì cũng không có dễ. Ê, tí na con. Miễn nó nói chung là miễn mình làm đúng theo cái cách của nó rồi. Nhưng mà cho anh với vợ là không có đọc theo hướng dẫn nha. Thì đầu tiên là mình chỉ đút cái ống nước vô đó thì làm sai rồi. Cái trước tiên nhất là mình làm là mình phải nên để cái nền tảng nè. Đó, để cho nó bằng thẳng rồi với cho nó mềm để nó đừng ấy. Sau đó mình thổi cái viền này lên, thổi cứng lên càng cứng thì càng tốt. Cho nó vợ thổi bằng miệng cho nên không có được cứng lắm nhưng mà cũng tạm được rồi. Sau đó thì mình chỉ bỏ nước vào thôi. Thì mình bỏ nước vào thì nó sẽ từ từ nó dâng lên. Lúc đầu cho anh với vợ tưởng đó là mình phải giữ nó, phải vịn nó bốn góc nhưng mà thì không cần. Chỉ để nước vô tràn lên thì cái này nó sẽ nổi lên là nó sẽ căng ra thôi. Và vậy là cái hồ mình nó đã sắp xong. Và chút xíu trưa nay là mấy đứa con sẽ có thể bơi được. Và chị hai lớn rồi nó sẽ coi cho tụi nó. Đúng không chị hai? Yeah. A shark. Shark ở đâu con? Here. A rainbow. Wow, it's a rainbow shark. Look at the teeth. So big. Okay, Athena, can you go ahead and explain to us what this is? This is an octopus pool, and there's a little bit purple, and here's the design on it. Oh, this is right. Where did we get this one? At, where did we go yesterday? You remember? I can't remember. You don't know? You don't remember? Costco! Oh, okay, so we got a Costco, right? So are you excited about the pool? Yeah. Okay. Could I invite you? Friends? You want to invite friends? Who are your friends? No, not you. Who are your friends? I like Zoe. Who? Zoe? And who else? You. Kayin. Kayin? How come you don't mention your best friend? Kik. Oh, he's going to be mad if you don't mention his name. You don't want him to come or what? Yeah. Yeah? You want Kik to come? He has a pool already. Oh, he has a pool already? But what if he wants to swim with you? If you see this, he'll say, wow, okay, Alina, why don't you come over and you explain to Daddy, okay? Explain to people. Oh, I forgot. And here's a hole right here. So there's a hole right there? So, the water's come out of here. What is the this hole for? It's for water to spray out the people. Oh, so the water spray out at the people? Is that a good thing or a bad thing? Bad. Bad? Why is it bad? Because you can't do that to people. That's mean. Oh, we can't do that to people. That's mean, huh? Really? I love the water. I'm squeezing the octopus arm. Okay, How about you, Alina? Can you tell us... These animals here on the side of the pool, can you tell us? What is this one? It's jellyfish. Jellyfish? What is that one, the one in the purple? It's maybe the hammer shark? Hammer shark? Or a shark. A hammer shark.
Oh, you got it right. Looks like a hammer shark to me. But where is his eyes? I don't know. What's that big thing over here? What is this? Like the rainbow color. What is that? I think it's a whale. Is it a whale? Yeah. How about this one? How about the little one right here? What is that one? That's a dolphin. A dolphin's? Look, the water made its eye. Oh, yeah. And what about this one right here? What's this guy right here? He has a lot of spikes. It's a pufferfish. Pufferfish, huh? A pufferfish. Pufferfish. And what is this? A lobster. Lobster? You want to eat lobster, Lena? Tina? I ate your camera. You want to eat my camera? How about you, Alina? What fish do you like? Yeah. Oh, man, I missed a fly. I want to kill the fly. All right, guys, let's go inside, okay?